Bây giờ mẹ phải đi nộp hồ sơ. Hôn ngồi đây chơi ngoan nhá. Nhớ đừng chạy nhảy linh tinh, lát nữa mẹ quay về. Vâng ạ. Cháu chào cô ạ. Cháu là con gái nhà ai mà sao lại chơi trong công ty thế này? Cháu là con nhà mẹ Thu ạ. Thu nào nhỉ? Ở công ty này làm gì có ai tên là Thu? Cháu nói rồi đúng không? Không, mẹ cháu làm việc ở đây mà. Và vớ vẩn, danh con nứt mắt dạ nói dối rồi. Thôi cháu đi ra ngoài đi, đây không phải chỗ chơi của cháu đâu. Cháu không đi đâu. Có chuyện gì thế? Mẹ thì ra đây là con của cô à? Nhân viên mới, chưa gì mà đã dám dẫn con đến rồi. Tôi nói cho cô biết, đây không phải là cái nhà trẻ. Môn ơi, con ra kia chơi đi, để mẹ nói chuyện riêng với cô nhé. Mình xin lỗi, hôm nay cháu được nghỉ mà nhà lại chẳng có ai chăm. Mình hết cách đành phải dẫn bé đến đây. À mà mình không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy. Này, nói với những kiểu tôi với cô thân nhau lắm ý. Tôi với cả cô ấy cũng chỉ là bạn học cùng thôi. Mà nuôi con một mình chắc là vất vả nhở. Ngày xưa ấy, ai bảo ăn chơi quá đà. Bây giờ khổ chưa? Cậu nói thế là có ý gì? Không phải làm trò. Cả cái lớp ngày xưa, ai mà không biết mày không chồng mà chửa. Đấy là lỗi lầm của mình. Nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà. Qua á? Tao nói cho mày biết, cái vết nhơ của mày cả đời rửa không sạch đâu. Cậu quá đáng rồi đấy. Tôi đến đây để nhận việc, chứ không phải để đôi co với cậu. Mà đưa đây, xem nào. Xem mày làm được cái gì. Nhân viên thực tập à? Cùng phòng với tao luôn này. Có duyên quá nhỉ. Vậy tôi sẽ ngồi làm việc ở đâu? Vào trong kia, thấy chỗ nào trống ấy chui vào. Mà này, lấy tao cốc nước đã. Này, biết mặt có nhân viên mới chưa? Như nào? Mẹ nào nhỉ? À, cái Thu đúng không? Ừ. Sao? Tao thấy nó cũng hiền lành, kiểu thế, xinh xắn mà. Hiền lành cái gì? Làm trò đấy mày. Con lớn tướng rồi. Con á? Ừ. Điêu, nó trẻ trung đấy làm gì mà có con được. Tao điêu làm cái gì? Con đấy nó nổi tiếng là mười mấy tuổi nó ngủ với trai. Nổi tiếng ngày xưa lớp tao ấy là không chồng mà chửa mà. Thật á? Ừ. Chắc không? Hay mày nhầm với đứa nào? Chắc 100%. Trai. Nhìn thế là... À. Thôi ta ăn rồi nha. Chào em. Tôi đến gửi báo cáo ngày hôm nay. Dọn cái đống rác này đi nhá. Bên đó kìa, có khi giới 19 tuổi có con còn chửa hoang nữa. Khiếp sợ thế. Này chắc hồi trẻ cũng dân chơi đấy, không phải dạng vừa đâu. Đúng rồi, rồi loại con gái này á, tao khinh. Khinh. Chắc chắn là phải ký được. Người yêu em đi du học từ nước ngoài về cơ mà.
thạc sĩ đấy. Đúng là người yêu của em. Công lớn là cũng nhờ em. Nhờ em loại bỏ hết các đối thủ cạnh tranh. Nếu hợp đồng lần này mà thành công ấy, em thích gì anh cũng chiều. Thật đó? Ừ. Anh nhớ ấy nhá. Nhớ. À này, anh còn nhớ con Thu không? Thu nào? Thì con Thu, bồ cũ của anh ý. Ngày xưa học cùng trung học với anh đã quên rồi à? Đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến con dở người làm gì? Mất hết cả hứng. Nó làm cùng công ty với em đấy. Đi. Làm cùng công ty với em á? Ừ. Trái đất tròn nhở? Là thực tập thôi. Cùng phòng với em hành cho ra bã. Ngày xưa ấy, tí nữa vì nó mà anh hỏng hết cả sự nghiệp. May mà hồi đấy bỏ đi du học sớm. Đúng rồi. Thế nên là ấy, anh phải thấy may mắn ấy gặp được em đấy. Chả thế thì sao? Cô ta không cùng đẳng cấp với em. Nhanh cái chân lên. Đi lấy mỗi cốc nước thôi mà lề mà lề mề. Ai đây nhở? Người quen à? Sao anh lại ở đây? Nhìn cô vẫn chả khác gì xưa nhở? Vẫn bần hè như thế. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Chả ai muốn nhắc lại cái chuyện dơ bẩn cả. Anh đừng có mà nói như vậy. Ngày xưa anh rũ bỏ trách nhiệm, rồi bây giờ còn mặt dày đến đây để sỉ nhục người khác à? Đấy là do cô ngu thôi. Chắc gì đấy đã phải là con tôi hả? Đúng rồi, biết đâu cô ta lại bắt anh đổ vỏ thì sao? Anh không bao giờ xứng đáng là bố của con tôi đâu. Kinh quá nhỉ. Ngày xưa thì quỳ lạy cơ mà, bây giờ mạnh mồm thế hả? Ngày xưa là do tôi mù quáng nên tôi mới yêu anh. Bây giờ ấy, cô cũng không cùng đẳng cấp để yêu tôi nhá. Bãi nước bọt đã nhổ đi rồi, không ai muốn liếm lại đâu. Với cả tôi cũng không thích dùng đồ thừa của người khác. Cô làm cái gì thế? Mày nghĩ mày đủ tư cách để dạy đời bọn tao ở đây à? Cô có chuyện gì đây thế này? Chủ tịch ạ. Đây là nhân viên mới ạ. Mới đến là chưa biết gì. Cháu đang dạy dỗ một chút ạ. Cậu là Lâm phải không? Dạ vâng ạ. Cháu là Lâm đấy ạ. Cháu là giám đốc của công ty Việt Shark. Đến để ký hợp đồng với chủ tịch đấy ạ. Cậu Lâm, chắc cậu không nhận ra tôi đâu. Nhưng tôi thì biết rất rõ về cậu đấy. Bà biết cháu ấy ạ? Đúng. Cậu chính là người đã làm cho con gái tôi có bầu và chối bỏ trách nhiệm. Con gái bác là... Đúng vậy. Là người vừa bị cô cậu hất nước vào mặt đấy. Tôi xin lỗi nhá. Để tôi lau cho. Cậu Lâm, cậu tưởng hôm nay tôi gọi cậu đến đây là để ký kết hợp đồng với công ty của cậu à? Cậu nhầm rồi đấy. Những việc của cô cậu làm tôi đã biết hết cả rồi. Tôi đã âm thầm điều tra tất cả những gì hai người đã làm trong thời gian qua. Cô Quyên, cô đã tự ý hủy tất cả những tài liệu các công ty khác gửi đến để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Còn anh Lâm, công ty của anh đang hoạt động với giấy phép kinh doanh là giả mạo. Anh cứ chờ mà làm việc với công an kinh tế đi. Ừ. Tất cả tại anh ta. Chính anh ta là người bắt ép cháu làm những việc này ạ. Cô, mẹ giao lại cho con xử lý việc này. Rồi sau vụ này con cũng nhận chức đi là vừa, để mẹ về hưu. Chứ cứ làm thực tập như thế này người ta lại khinh cho đấy. Thôi mẹ đi đây. Vâng, con chào mẹ. Thu à, em cho anh xin lỗi nhá. Anh xin lỗi. Em cho anh một cơ hội được không? Mình sẽ làm lại từ đầu. Anh hứa sẽ chăm sóc em và con mà. Con nào là con của anh? Nó không phải là con của anh. Nó chỉ là con của một mình tôi thôi. Kìa em, anh biết là em vẫn còn yêu anh mà. Dù sao thì con của mình cũng cần có bố chứ. Đúng là đứa trẻ nào thì cũng cần cả bố và mẹ. Nhưng riêng con gái của tôi, nó không cần một người bố như anh. Anh thử nghĩ lại xem, ngày xưa anh ruồng bỏ hai mẹ con tôi như thế nào. Anh Lâm ơi, đừng bỏ mẹ con em. Anh ở lại với em với con đi anh. Này, nó là con của con anh mà. Con nằm với thằng nào ấy rồi chửa ếch như đấy. Bây giờ đổ cho tôi chứ gì. Đừng thấy thằng này đẹp trai nhà giàu mà nghĩ thằng này ngu nhá. Không, anh ơi, nó là con của anh thật mà. Bao nhiêu lâu nay em chỉ yêu một mình anh thôi. Em không hề lừa dối anh đâu. Anh Lâm, anh đừng bỏ mẹ con. Cái câu này con nghe quen lắm rồi. Cái thể lại quen như cô ấy. Yêu vào chỉ để ngủ cùng thôi. Đi tìm thằng bố chính chủ mà đòi nhá. Thằng này không chơi. Nhìn đây. Con của anh mà anh Lâm.
Em cho anh một cơ hội đi, anh xin em đấy. Nếu không thì công ty anh sẽ... Anh xin em đấy. Anh hứa. Anh hứa với em là anh sẽ chăm sóc mẹ con em ạ. Anh xin em đấy. Tôi không ngu thêm một lần nào nữa đâu. Hãy đi tìm một con ngốc khác mà lừa. Con này không chơi. Ờ, Tu, thế còn chuyện của... Còn cô Quyên, giờ này cô còn gì để nói nữa? Cô muốn tự rời khỏi công ty này hay muốn tôi tống cổ cô ra khỏi công ty? Bây giờ tốt nhất là hai người nên cút ngay khỏi đây. Kiều Thu, anh là đồ khốn á. Tất cả là tại anh ấy. Tại anh ấy đấy. Tôi mất hết rồi.